Một sự thật, còn 3 ngày nữa đến ngày Giáng sinh rồi, nên hôm nay tôi vẽ một bức tranh ông già Noel, mà không phải tô màu bằng cách bình thường. Tôi sẽ tô màu bằng giấy vệ sinh, thấy sáng tạo chưa? Rồi đổ nước vô cho giấy mềm. Bước quan trọng là phải có keo sữa, khi mọi người tô lên tranh thì nó mới kết dính được nha. Đầu tiên là tôi sẽ tô những chỗ có màu trắng trước, sau đó thì pha màu đỏ để tô những chỗ tiếp theo. Mà tôi nhìn nó cứ giống màu hồng là sao ta? Với bức tranh này tôi vẽ ông già Noel ôm hộp quà nè, mọi người thấy xinh không?